Rồi chanh như đây làm được rồi Trang ơi. Dạ. Cái này mình làm nhiều mình xài nhiều, đừng để làm nhiều quá không. Mẹ Vinh xuống đây mẹ con mình thử nghiệm rửa cái ống chén hồi trưa ăn mẹ đúng không mẹ Trang? Dạ. Wow. Thôi mình rửa chén lát mẹ mua bánh cho mình ăn. Sao mình xả hoài mà còn nhớt vậy ta? Kỳ quá vậy. Gái mẹ nhà của Tiến giỏi quá nha. Dạ. Mẹ có ngồi chợ mua cái cam cho con nè. Yeah. Con để cam để mẹ xả cho. Dạ nãy giờ con rửa này tốn bao nhiêu nước luôn mà này nó con vẫn còn nhớt. Đúng rồi, xà bông này con rửa chén là con phải rửa cho nhiều nước cho nó sạch chứ nó mới hết xà bông nữa ta. Dạ. Rồi con qua ăn cái cam để mẹ xả cho. Con nói cái tay mà dính sờ bông nhớt nhớt mẹ nhớ rồi ra. Ở bên ngoài có nhiều chanh lắm, hai bây giờ đó, mẹ chở con qua bển á, mẹ chế biến mà nước rửa chén bằng chanh nguyên chất, không có quá chất chịu không? Trời ơi, chanh mà làm nước rửa chén được hả mẹ? Được chứ sao con? Mới nghe luôn. Ừ, lát nữa mẹ xả xong này mẹ chở con qua bển chỉ cách làm mà nước rửa chén bằng chanh nguyên chất nha. Dạ. À, để mẹ cất con đây. One hour later. Mẹ cái này nhiều nè mẹ. Chanh quá ta chanh luôn Trang. Tha hồ mà hái nha. Dạ. Còn hái mấy cái mà vàng mà da cám á. Còn mấy cái mà bóng bóng xanh xanh mình để hái bán bán hàng nha con. Dạ. A few moments later. Rồi chanh như đây làm được rồi Trang ơi. Dạ. Cái này mình làm nhiều mình xài nhiều, đừng để làm nhiều quá không. Trời ơi, cám quá trời luôn kìa. Hái ăn đi mẹ. Hái đem về lát nữa sẽ ăn con. Quá là chín luôn. À, cái này ông ngoại không thấy gì nè. Ôi ơi, chín vàng luôn nè con. Thôi được rồi con ơi, nặng quá rồi. Dạ. Rồi về con ơi. Rồi nguyên liệu để làm nước rửa chén bao gồm chanh, muối với giấm. Bây giờ mình lấy cái chanh chín vàng để đi ra nha. Hãy đi hái nè. Rồi bây giờ mình lấy chanh ra mình xắt ra mấy hộp nha. Dạ. Đó. Cái chanh này mình xắt ra nhỏ nhỏ, mình nấu trong lát nữa nó ra chất chanh cho nó dễ nha Trang. Dạ. Đấy, nước nhiều ghê. Rồi lấy hộp ra đây. Ồ, cái này không có hộp luôn bởi vì... Miếng nào có hộp không lấy. Mình nấu là mình lấy được cái chất chua nè. Cái rồi chất the của vỏ luôn đó Trang. Nào giờ con ăn chanh nó hen, giờ con mới biết công dụng làm nước rửa chén luôn á mẹ. Chanh này có nhiều công dụng lắm con. Con bị bệnh mà cảm á, con quậy nước chanh uống cũng tốt lắm á. Dạ. Rồi có nhiều chất vitamin C, rồi chanh này nó cũng tẩy rửa con thấy không? Mà cá mẹ cũng hay lấy dùng chanh nè. Dạ. Hoặc là cái ngón tay con mà nó tím mũ, mấy cái móng mà đen con lấy chanh con chà coi trắng xá xíu luôn á. Rồi chanh mình sắc mình bỏ cái phần cùi này ra nha Trang. Dạ. Tại cùi này nó dai, lát nữa mình nấu lên mình khó xay lắm. Dạ. Như đây chanh nó hơi nhiều, bỏ nhẹ nhẹ sẽ bỏ 300ml giấm vô nha. Dạ. Đó. Rồi mình sẽ dùng 3 muỗng muối. 1 2 3 Xong. Quên nữa, con múc cho mẹ lít nước mẹ đổ vô mẹ nấu Trang. Dạ. Nè mẹ. Rồi đỡ thôi mẹ. Rồi xong. Rồi bây giờ mẹ đẩy nắp lại nấu cho rụt. Rồi mẹ lấy cấu xay mẹ xay cho nó nhuyễn ra. Cái mình lượt ra thành nước rửa chén nha Trang. Dạ. Mình nấu xong nó cũng nguội rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình xay. Mình vớt cái ra mình bỏ vào xay nha. Ê mẹ làm cái gì mẹ? Ờ mẹ đang xay chanh để làm nước rửa chén đó con. Rồi, những chuyện kế tiếp đi anh.
nó liệu luôn rồi Trang. Dạ. Nó liệu vậy là mình xay nó dễ. Rồi mày bỏ vô một chút nước nữa cho nó dễ xay nha Trang. Dạ. Rồi xong. Tự làm. Rồi được rồi Trang ơi. Dạ. Bây giờ mẹ đổ ra cái rây con được thì mẹ nha, mẹ xay tiếp. Trời ơi, nó nhiễm mất luôn. Cái này giống như sai mà thức ăn cháo cho bé ăn á. Dạ. Mới tập ăn á. Rồi, cạo xuống ăn. Dạ. Mẹ cạo cho. Rồi con rây được mấy cái chất ở dưới á, cho nó không có bị xuống ba cái xác vỏ mà. Dạ. Rồi mẹ xay tiếp nè. Còn xét không nè mẹ? Rồi con đổ qua thau này đi con. Rồi mẹ chút ra mình lượt mẹ mới nha. Rồi nãy giờ mình xay xong thì mình được hỗn hợp nước rửa chén đây nha các bạn. Rồi Trang cầm cho mẹ đi, mẹ lượt cái nước mà nãy mẹ nấu nè. Dạ. Cho nó dướng lại cái hộp. Rồi bắt đầu mẹ con mình xuống rửa thử coi nó như thế nào nha Trang. Rồi xong, bưng vô nha. Rồi, mẹ Vinh xuống đây mẹ con mình thử nghiệm rửa cái ống chén hồi trưa ăn mẹ lấy nha Trang. Dạ. Rồi lát nữa nếu mà ok thì mẹ con mình sẽ múc vô chai để rửa từ từ nha. Dạ. Rồi. Như đây được rồi, có gì tí lát nữa mình múc thêm. Cái này là không bọt nha Trang. Không có bọt nha. Mà thơm á. Đúng rồi, đây cái chén mỡ, dầu mỡ nè. Các bạn cùng đón xem thí nghiệm của hai mẹ con mình như thế nào nữa các bạn. Wow, nó không tuy mặc dầu không có bọt nhưng mẹ cảm nhận được cái tô của mẹ bây giờ nó hết hết dầu mỡ rồi nè Trang. Wow. Con nhận hay thiệt con ơi, rửa nó không có bị trơn tay, cầm rồi nó chén không có bị trơn luôn á. Wow, rửa nước lại nước nè. Rồi ok Trang ơi, không có một còn một miếng dầu nào mà bám ở trên cái tô luôn. Mình lại thấy cái miếng rửa chén này á Trang, mày rửa cái tô nó không có còn một miếng sang nhớt luôn nè, thấy không, bóng lớn luôn. Dạ. Y chang như là mới đầu luôn á Trang, mà nó không có bị đứt xà bông nữa. Rồi ok, mà nó không thao nước hả Trang ơi, tiện lợi quá. Rồi cái tô này mở sao nha, mày nhúng vô trong cái hỗn hợp nước rửa chén mày mới làm nè. Đó, thấy không, quay vòng vòng là thấy nó láng lình luôn rồi đó. Rồi, rồi rửa lại. À, nó thơm cái mùi chanh nữa Trang ơi. Nó bán cái mùi mà giấm luôn rồi. Rất là thơm luôn á. Thử đi Trang. Hương thơm chanh tự nhiên. Rồi. Cái này là mai mốt con rửa cái này là con khỏi sợ mà phải ngồi đứng lâu mà rửa hết ba cái nhớt của xà bông của chén nha con. Con rửa chén bằng xà bông kia hay con rửa lâu ơi là lâu luôn mà nó vẫn còn nhớ. Đúng rồi, mà đôi khi nó cứ ngứa tay nữa hả Trang. Dạ. Cái này mẹ chỉ quay lần rồi sạch bóng luôn. Rồi bước lên con rửa thử nè, con rửa thử coi có giống nhớ nhớ nhiều chưa đó không. Mình múc thêm nha. Trang này bà ngoại nhiều bởi vậy mình múc hết này mình làm nữa nha. Dạ. Rồi thử kinh nghiệm đây. Wow. Dạ không bị ngứa tay luôn. Con mới rửa cái lần đầu tiên là thấy nó bóng lớn rồi đó. Này rửa đỡ ha nước quá mẹ ơi. Đúng rồi đó con. Thôi bây giờ mẹ kiếm chai mẹ đổ vô để dành cho mình rửa nha Trang. Lát nữa mẹ con mình qua cho ngoại chai để dành rửa chén nha. Rồi mẹ con mình làm được một lít rưỡi nha các bạn. Còn như đang lát nữa mình rửa cái số chén này còn lại. Thực ra thì hỗn hợp nước rửa chén mình làm từ chanh này nó rất là thân thiện và nó không có hại da tay của mình, và nó cũng đỡ tốn nước khi mình rửa nha các bạn. Nếu mà nhà các bạn có nhiều chanh thì cũng thực hiện cái phương pháp giống như hai mẹ con mình làm để mình có thể tiết kiệm được cái phần nào bên nước rửa chén. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị và hữu ích hãy cho mình một like đăng ký kênh nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.